Mẹ mua cho em con heo đất, mẹ mua cho em con heo đất, ý ơ ý ơ. Heo không thèm ăn cơm, heo không thèm ăn cam, heo chỉ cần em bế chân tay ầu ơ. Em bế xong là em thịt heo luôn. Ơ ơ ơ. Xin chào tất cả các bạn đến với kênh của mình nhá. Mình là Vương Quyền Thành đây và chúng ta lại gặp nhau trong một cái video mới thôi. Và đừng quên giúp mình kèo bấm like video này, bấm đăng ký kênh và xem quảng cáo video để ủng hộ mình chút nhá nha. Cảm ơn các bạn đó rất là nhiều luôn nè. Ôi, ốc thì kìa các bạn kìa, cứ từ sáng giờ cưỡi heo vòng quanh xong hát tinh ta linh tinh như con thần kinh ấy. Thôi ốc ơi, ốc ơi, đi vào đây quay video nào. Anh Bê Quy Thành khỉ ho đây ư. Thế khỉ ho không? Thế ăn đập không? Đánh em á, đánh em á. Thôi. Động đội quân heo đến cắn cho anh rách quần bây giờ. Các bạn ơi, bây giờ ốc đã trở thành một con heo mẹ rồi các bạn ạ. Đấy, đi đâu một đàn heo đi theo. Nào. Các con mau đến cắn Bê Quy Thành đi. Đấy, các bạn thấy ốc cũng hồng hồng không? Đúng là heo mẹ rồi. Chào heo ốc nha. Chào con heo ốc nha. Ông ơi, thấy hôm nay anh có gì mới không? Anh chả có gì mới cả, anh vẫn mốc mồm như ngày xưa thôi. Cái gì, anh đã thu phục một đàn vẹt rồi. Mà đàn vẹt này đàn vẹt dân quẩy đấy nhá. Uầy, thật á? Điêu vẹt thì chỉ biết bay thôi, như con này này đang bay này, đấy. Đâu ai giỏi như mấy cái con heo của em. Được rồi, anh sẽ cho em xem này. Đây, anh có một cái thùng phát nhạc rồi. Wow. Anh sẽ bỏ đĩa nhạc vào. Anh thấy gì không? Ôi trời ơi, bọn này lắc mông à. Thấy chưa, đây gọi là vẹt dân quẩy của anh. Quá là chất chơi luôn. Bọn này chắc đang định đầu đang đi quẩy thì lại được đầu thai thành vẹt đấy. Giống như ốc đấy, đang đi ăn cám lợn được đầu thai thành người. Em đánh anh một trận tơi bời luôn. Lớp 1 đến lớp 5 ta còn chưa sợ. Cậy gì cái đâu lớp 7 như mày. Ôi, anh bảo trong video ngày hôm nay em biết chúng ta sẽ làm gì không? Chúng ta sẽ làm màu ạ. Màu cái gì mà màu? Chúng ta làm màu. Trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ đi bắt quỷ đầu loa ở cái ngôi làng này ốc ạ. Thôi, anh đi bắt một mình đi. Em không đi bắt đâu. Ốc là đồ sợ chết các bạn ạ. Đấy, nghe thấy quỷ đầu loa là chạy trốn rồi. Goodbye. Và các bạn ơi, trong video ngày hôm nay tụi mình sẽ thực hiện cái thử thách đó là tiêu diệt quỷ đầu loa ở cái ngôi làng này. Và tụi mình sẽ khám phá bên trong cái con quỷ đầu loa xem nó có cái gì. Các bạn có tò mò bên trong con quỷ đầu loa có cái gì không? Rồi. Ông ơi, làm gì đấy? Ôi, mấy con heo của em không đi lên được, chết hết sừ rồi. Trời ơi. Con heo của ốc bây giờ đã trở thành hai miếng thịt heo bơi bơi kìa. An làm con đi lên. Thôi được rồi, chán quá mỗi một con heo. Thôi đi chơi cùng anh bên Quy Thành vậy. Rồi, đi vào ngôi làng đi tuần tra đi. Anh nghe nói quỷ đầu loa sắp đến rồi đấy. Ui, thì mấy con vẹt này thôi, chứ ngồi đây đi. Không tí quỷ đầu loa tuần giết tra. Quỷ đầu loa giết chết chúng mày đấy. Ông ơi, bây giờ chúng ta đợi đây. Ui, ốc làm gì đấy? Cái gì đây? Trời ơi, ốc có mắt mà để trên đỉnh đầu hay sao ấy. Đi đây có đường không? Đi nhảy tóm đây, quýt cả người. Ông ơi, tí quỷ đầu loa đến em rung chuông để cả làng chạy trốn nhá. Rồi, sau đó chúng ta sẽ tiêu diệt nó. Xong rồi khám phá bên trong quỷ đầu loa xem nó có cái gì. Anh tò mò quá hả? Được. Ôi, làng này nhiều heo quá. Trời, từ lúc đến, ốc đến đây heo đi vào đây rất là nhiều. Đúng là ốc là heo chúa có khác. Ôi, cái làng này có hẳn 2-3 cái nhà thờ luôn. Bãi trưởng thật. Wow, cao thật đây. Rồi, núp núp ở đây đợi con quỷ đầu loa đến đâu ơi. 12 seconds later. Ui các bạn ơi, con quỷ đầu loa đến rồi các bạn ạ. Kìa ốc ơi, ốc thấy gì không? Ui, em thấy cái mồm nó đang doe lên kìa. Ui ôi, xuống rung chuông cho cả làng chạy trốn đi ốc ơi. Ok. Nhanh. Ui dồi ôi, nhảy phang ngung ạ. Rung chuông. Mọi người chạy đi mọi người ơi. Mấy ông dân làng chạy đi. Đấy đúng rồi, chạy vào nhà mình đi. Ui, quỷ đầu loa kìa. Rồi. Ôi trời ơi, ông dân làng này còn đang làm gì đây? Đứng đây xem à? Ngu người đấy. Đây này, quỷ đầu loa này các bạn ơi. Hình nó bị mắc cái gì ốc ạ? Ủa, anh người sắp bị nó giết chết rồi. Nó giết hết mấy con gà rồi kìa. Từ từ để anh dùng lệnh giết nó. Ôi các bạn ơi, con quỷ đầu loa nó bị chết đứng rồi các bạn ạ. Đấy, bây giờ nó mọc thêm 4 cái loa luôn kìa ốc kìa. Ui, kinh nhờ.
Như thế này là nó chết rồi á. Nó không chết nằm mà nó chết đứng à? Ừ. Ấy, ui, chúng ta lại gậy. Ui, chúng ta rồi. Nó vẫn chưa chết hẳn đâu, đấy. Nguy hiểm quá. Wow. Ui, các bạn ơi, đấy. Nó chưa chết hẳn đến bây giờ, tụi mình đến gần nó là có hiệu ứng à. Bây giờ phải làm sao? Chúng ta phải tìm cách vào được cái nhà thờ này rồi nhảy vào cái loa của nó để rút vào trong người của nó để xem bên trong người nó có gì không ạ. Ui các bạn ơi, sau một lúc thì tụi mình đã leo được lên tới trên này rồi các bạn ạ. Nhưng mà mình đang bị nghe âm thanh của nó bị mất máu này các bạn này. Nên bây giờ tụi mình sẽ phải nhanh chóng nhảy vào miệng của nó để khám phá bên trong con quỷ đầu loa có gì các bạn ạ. Nhanh thôi ốc ơi. Ô, chúng ta sẽ chết. Ui dồi ốc ơi. Ui dồi, ngã dập cả mông. Anh cũng thế này, sức ít cả mông. Ui cái gì đây? Wow, đây là thế giới bên trong quỷ đầu loa sao? Vậy là đây là dạ dày của nó hả? Ui. Ông thấy gì ở đây, có mấy sinh vật lạ lạ không? Này. Ui. Bọn này là đầu lâu à? Giống như quỷ đầu loa vậy đó. Ui, quánh ngon, quánh mình á. Ôi, sao anh lại đánh nó? Anh phải sống chung sống hòa bình chứ. Không thể hòa bình được. Trong này anh nghĩ chắc là toàn là quái vật thôi. Ừ. Ui, đây nữa này. Ôi, được, thôi chúng ta né né bên đấy đi. Đi sang bên này đi. Anh nghĩ bên này sẽ có đường ra vì bên này rộng hơn mà. Ồ. Ừ. Anh liệu liệu nha. Ui. Đưa em ra khỏi đây. Ui ôi, tại là anh muốn cho các bạn xem bên trong quỷ đầu loa nó có cái gì. Ui nhưng mà anh nghĩ là giống như một cái địa ngục ấy ông ạ. Đấy, mọi người đi vào đây đều sẽ bị chết đó. Ờ, rồi tắt thở đó. Ui, các bạn ở trong đấy khó thở với chó mặt lắm các bạn ạ. Ui, phê như kiểu phê như con tê luôn. Con gì đấy? Thế lại có một sinh vật lạ nữa này. Ui, chân nó dài trên này, đây này. Ôi em tưởng viên đá chứ. Vãi cả viên đá. Ông nhìn. Bạc. Ôi, ui nó nhìn ông kìa. Ui không biết nó cắn đâu. Nhìn em à, nhìn ui, em. Nó lại. Nhìn em à, lợi hại chưa? À được, sợ. Được, ốc được đấy, cứng để anh sẽ anh. Ui, tưởng nó khỏe nó yếu lắm. Ôi đây có cái rương này. Ui trong này toàn là. Có gì đấy? Có gì ăn được không? Toàn là mắt nhện không ăn được. Mắt nhện này có độc ấy, có độc ấy. Kinh quá. Đây là chẳng phải là mấy cái thùng nhạc sao? À anh biết rồi ốc ơi. Cái con quỷ đầu loa mà khi nó phát ra những cái âm thanh hình như là do những cái thùng nhạc hay sao á. Ồ thì chắc thế đấy. Nhưng mà ôi em nhìn ở bên kia cũng có thêm cái anh Bêu Quy Thành ơi. Ờ kia có cả rương nữa kìa. Chắc phải nhiều hộp nhạc lắm năm mới phát ra âm thanh to như thế chứ. Bên kia có cả con gái không biết ai ốc ạ. Ghê quá. Ủa cái gì đấy? Cái gì đây? Ồ nó là con gì? Mà mấy con quái vật đây không mạnh lắm, mình có thể giết được đó. Ừ thì nó ở trong dạ dày mà, hầu như những con khỏe chắc là bị ăn thịt hết rồi. Những con này chắc sống ký sinh trùng ở trong con quỷ đầu loa á. À, các bạn thấy không? Đỏ đỏ này chắc toàn là máu với cả ấy. Ui có cả lava kìa, kinh vãi chưa. Ui cái gì đấy? Ui có một đứa. Thanh niên nào đánh lén? Đánh lén em. Ô đâu, đánh lén em à. Anh giết chết nó rồi. What? Ui trong này nguy hiểm lắm ạ, cẩn thận nhá. Giật hết cả mình. Ui bên kia có cô gái à? Cô gái áo đen à anh ơi. Ừ đi xuống xem cô gái đi. Cô gái bị quỷ đầu loa nuốt vào bụng. Ui đây này, nhiều lắm. Trời ơi. Ui. Hàng loạt các cô gái à? Từ từ đi xuống đây xem cô gái trông như nào đi ốc. Ốc xuống trước đi, anh nhìn cô gái ghê quá. Em cũng là con gái, xuống đây đi. Liệu cô gái hay là quái vật? Ui. Hello, Chiboso. Cô gái nhảy vào lava tự tử kìa. Ôi. Cô gái bị điên rồi. Cô gái chạy nhanh cực nhá. Ui, cô... À, đánh em. Ui. Đánh cả anh nè. Cô gái đánh em. Chết đi này. Chết đi. Cô gái biến thái. Đòi thấy anh đẹp trai lao vào không? Thì mà anh nói mày nhớ đây là dạ dày của nó đúng không? Thế thì anh mà không đưa em ra khỏi đây là ngày mai em sẽ thành phân của nó đấy. Thành một đống phân thối u đấy. Ư chịu à, bắt đền anh Bêu Quy Thành. Đây cũng có cái con này nè. Con này yếu à, giết nó chết. Rồi, ốc ơi, mai em sẽ đánh đống phân, yên tâm, không sao cả. Leo lên đi, leo. Thành nghịch ngu à. Leo lên đi, tại là anh muốn cho các bạn xem bên trong quỷ đầu la có cái gì. Đây không biết, chắc là dạ dày của nó ấy nhỉ. Ui lại cô gái. Ui nè cô gái ra. Cô gái này bị điên đấy các bạn. Con điên này. Con điên. Mày phải chết. Rơi xuống này.
Ôi, thôi thôi tốt hết là chúng ta vòng lại cái chỗ chúng ta rơi đi. Anh nghĩ chỗ ra cũng ở gần đấy thôi. Chỗ chúng ta rơi đây đúng không ốc? Cái chỗ hố sâu sâu nhất này này. Hai em cũng không nhớ nữa, tại vì chỗ nào giống chỗ nào á. Ô, lại có một sinh vật nữa này. Ui, trong đấy người cũng quỷ đầu loa toàn cái thứ lạ lạ thôi các bạn ạ. Ui. Ui, sinh vật đeo ba lô à? Ờ, đeo ba lô người tí hon. Ui, không đánh mình đâu, mình đánh cậu bé này, cậu bé không đánh mình thôi, tha cho cậu ấy đi. Gì vậy? Thôi đừng bắn người ta nữa. Tí nó kéo cả làng nó giết mình. Bây giờ mình ở trong này mình không biết lối nào ra đâu. Ui, đây có một cái ngách nữa này. Ui, giời ơi, giờ thích cả mình, lại là anh này. Ui, đi cứ lừ ghê chết. Ui, ở đây có tận hai cái rương anh ơi. Ui, đây có rương này, rương hai cái rương luôn này, để cạnh nhau luôn này. Ô, có một cái trụ gì ở đây. Hay đây là ruột của nó. Ai biết đâu. Cái đỏ là máu, còn những cái này không hiểu luôn ấy. Ồ, toàn mấy cái rồng rêu hay là gân máu gì không biết luôn. Còn toàn xương này. Ô, khéo những người chết đều bỏ xương hết vào đây. Khéo mai ốc cũng bị bỏ xương vào đấy ốc ạ. Em không tin đâu. Ngày mai anh sẽ trở thành đống phân to nhất của nó. Lêu lêu. Anh sẽ tìm cách ra khỏi đây. Wow, ở đây có một đống thùng nhạc luôn nè. Siren Heat Void. Đúng rồi, đây là cái chỗ mà con quỷ đầu loa nó phát ra âm thanh đó các bạn ạ. Nó sử dụng những cái hộp nhạc này để nó phát ra những cái âm thanh nghe điếc tai các thứ đó. Đấy. Ồ, Thảo. Đấy, nó phải nhiều như thế này thì nó mới nói to như thế chứ. Đó, thấy chưa? Ở đây còn có một cái gì nữa này. Ốc thấy không? Đây này, ốc đào ra xem bên trong có gì đi ốc. Cái này à? Ừ, em có cúp mà. Em sẽ có đầy đủ đồ nghề. Ui, con gì đây? Con gì đây? Ui, các bạn ơi, lại không một con gì nữa bị nhốt ở đấy. Ui. Ui, nó đâu rồi, đây, đây, xong em này. Mình đánh em đánh nó chết tòi. Chết đi. Chết nó. Ôi, nó chết rồi. Ôi các bạn ơi, bây giờ tụi mình phải tìm cách ra nhanh khỏi đây thôi. Chứ ở trận đây trong này lâu là tí bao nhiêu sinh vật lạ khác xuất hiện là nó cắn chết mình á. Toàn sinh vật nguy hiểm thôi à. Trời ơi. Quay lại đi. Chắc chắn là có lối ra quanh đấy ông ơi. Nhanh lên. Em muốn ngộp thở quá à. Ui ông ơi, em có nhìn thấy gì kia không? Đây này. Cái gì đấy? Em thấy cái khí tím tím không? Nó bị hút vào đây, nghĩ đây có lối ra. Ui ốc ơi. Gì đó? Đây có một cánh cổng này, đi vào đấy đi. Đứng đây. Ui đây giống như kiểu cánh cổng đi. Ui trời ơi. Tụi mình thoát ra được rồi. Ốc lại ô, nhưng mà đây hình như là chân của quỷ đầu loa sao ốc ạ? Ui chúng mình rút ra từ cái lô mông ở quỷ đầu loa kia. Lô đít lại còn lô mông. Mệt quá anh. Ôi đây, người ơi. Người em khác thế đi. Người thối hoắc. Ui, con quỷ đầu loa này. Ôi. Để anh giết hẳn nó nhá ông nhá. Ừ, giết hẳn nó đi. May này chết hẳn đi. Rồi, nó chết luôn rồi. Ui, rời ra kim cương các bạn. Vãi trưởng thật. Thế mà trong ruột toàn cái gì ấy. Kinh vãi. Ôi, quá là kinh luôn. Và các bạn ơi, thế là tụi mình đã thoát ra ngoài rồi. Đấy, tụi mình đã cho các bạn xem bên trong con quỷ đầu loa có cái gì. Toàn là máu với cả những cái sinh vật lạ kỳ bí đó các bạn ạ. Hình như là có thể là những người khác bị ăn thịt ở đấy và nó rơi ra những cái xương ở trong những chiếc rương á. Và bên trong đấy có rất nhiều khối nhạc. Khối nhạc là cái khối mà nó sinh ra những cái âm thanh của con quỷ đầu loa các bạn ạ. Đấy, các bạn thấy kinh không? Ông thấy thế nào? Chào hư. Anh làm mất vẻ xinh đẹp của em. Đấy. Anh dụ em nhảy vào mồm nó để cho mình nó ị ra em thế à? Ơi các bạn ơi. Em không chơi với anh. Ơi có lẽ mình sẽ dừng video tại đây các bạn ạ. Nếu các bạn thích video thì quên bỏ lại cho tụi mình một like nhé. Chia sẻ với bạn bè cùng xem và đăng ký kênh ủng hộ mình làm thật nhiều video mới. Đấy, các bạn muốn mình thám hiểm bên trong những cái con quái vật nào nữa thì bình luận phía dưới video nhé. Chứ hôm nay con quỷ đầu loa có vẻ ghê lắm. May là tụi mình phải chuồn ra nhanh, không là chắc bị chết trong đấy rồi.